Định vị Việt Nam là đầu tàu kinh tế tiếp theo trong khu vực là chủ đề hội nghị bàn tròn cấp cao của các doanh nghiệp Việt Nam Thụy Điển với các cơ quan chính phủ hai bên vừa được Bộ Công Thương Việt Nam và Thụy Điển tổ chức. Hội nghị nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp hai nước cùng tham gia thảo luận các vấn đề cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập, làm thế nào để Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, yếu tố nào để Việt Nam là đầu tàu tiếp theo trong khu vực. Thụy Điển là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong EU, kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng trưởng, đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Hiện Thụy Điển có 67 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký 364 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 34 trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.